Xin chào các bạn, mình là Văn Đồng. Yeah, hôm nay mình sẽ chơi Survival tập 2 rồi. Để tập 2 sẽ xây một cái nhà thiệt đẹp. Qua tập 3 mình cũng vẫn xây nhà. Vì xây nhà này sẽ chia ra hai phần, đó là chính là hai tập này. Tập 2 và tập 3, chứ có lẽ hết tập 3 mới gọi căn nhà này. Ra bắt tay vào xây thôi. Cần chặt một ít gỗ này được. Một ít cây gỗ sồi. Đi thôi, yeah, đi thôi, yeah. Đi thôi nào, đi thôi nào. Yeah, ít cây gỗ sồi. Ok. Yeah. Tuy nhiên chắc là đủ. Bây giờ để bắt đầu xây nhà. Ok, xây nhà ở đây. Quyết định rồi. Giờ tôi sẽ tạo ra một gỗ tận nhà. Đầy đồ rồi, không thấy chứa nổi nữa. Giờ tôi sẽ quất đất. Sẽ đặt cái hộp giấy tạo cho mình làm gương, đựng đồ bớt rồi đấy. Ôi nó bắt cái đi, đặt xuống đây. Và làm một cái gương đựng đồ. Ok. Chắc là ảnh cũng xây đặt cái gương xuống đây. Ok, đựng sắt vô nào, đựng than. Nhà đựng cá mắt nhà anh, đựng hết đồ vô đi. Cái nào cần thiết xây nhà thì để ra ngoài. Để hết đồ vô gương, để cả hoạt giống. Ủa, chế táo để lại ăn. Rồi, là quá trình xây. Xây nhà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ô luôn. Lấy một ít cây gỗ sồi nè. 1, 2, 3, 4 gỗ. Này cái như vậy rồi, đây là gỗ vậy. Đây xong một cái vách rồi, cửa trước. Ok, rồi, ok. Cái nhà sẽ như thế này.
Xe tiếp nào. Có như thế này. Khác chỗ chỗ này chơi nha. Ăn cái gì luôn. Xong một cái vách bên đây nữa. À, một cái vách đằng sau. Ok được rồi. Con thằng quay đi đen nè. Mày chơi tạo thứ khác chơi. Ra chưa? Đã lắc bực bực nè. Đặt như vậy. Ăn thôi, đói rồi. Ok. À, ngủ người ta chặt cửa chặt hoài trời. Dạ con. À, chỗ người ta chơi. Dạ. Chơi tạo cửa khác chơi. Mắc dạy gì vậy. Ok, người đặt như thế này. Để đặt gỗ như thế này. Tới làm lầu 2. Ok. Trời. Nằm ngay nọn đã kiếm có nội. Ra cửa đó con. Ok đặt như vậy. Thêm gỗ nè. Ok. Cho qua thêm một ngày nữa. Ôi, rớt xuống lầu. Rớt quầy sẽ ngủ. Đã đặt bên gì.
cho một căn nhà ở trong tương lai. Ok. Vậy. Oh shit. Trên gác nãy giờ mấy lần rồi. Yeah. Ok. Tại xe thế này. Tạo cầu thang nè. Mặt tay vô hoài, nó nổi có nổi cũng bị giật mày. Ta tạo ra cầu thang nè. Ăn qua cái. Tạo hết như nè. Ok. Ok, đặt như vậy. Đặt như này. Ôi shit, video cắt ngang, xin lỗi. Như thế này. Ok. Ok, ta đặt như thế này. Ok, xin lỗi. Ok, thì mình xin dừng video tại đây. Nếu thấy video hay thì like và subscribe và đăng ký trên kênh YouTube mình nha. Ok, giờ mình sẽ làm xong ngôi nhà có khoảng vài tập 2-3 tới tập 4 mới xong. Ok, tạm biệt.